Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh BAC Center. Mình là Lê Duy. Vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa, Satoshi và những người bạn của anh ấy sẽ kết thúc chuyến du hành của mình. Tạm thời, chúng ta hãy gác lại những tiếc nuối và những tranh cãi rằng Satoshi có nên tiếp tục chuyến du hành của mình hay không. Và hãy cùng nhìn lại đâu mới là chuyến du hành ấn tượng nhất của cậu trên hành trình trở thành bậc thầy Pokemon của mình. Và video hôm nay, mình sẽ nói đến top 5 chuyến hành trình ấn tượng nhất của Satoshi theo ý kiến cá nhân của mình. Hành trình tại Kanto, nơi tình yêu dành cho Pokemon bắt đầu. Quê nhà của Satoshi, thị trấn Masaga, vùng Kanto, chính là nơi Satoshi bắt đầu chuyến du hành của mình. Lúc này, Satoshi chỉ mới là một cậu trai trẻ tân binh, vừa non nớt lại vừa thiếu kinh nghiệm. Tuy vậy, ở chuyến hành trình đầu tiên, cậu cũng đã rút ra được nhiều bài học dành cho bản thân mình. Ở thế hệ này, Satoshi đã bắt được rất nhiều Pokemon có số má như Kantaros, Okorisaru, Kindler hay Pisoto. Tuy nhiên, chúng lại không được cậu sử dụng thường xuyên. Thậm chí cậu đã chia tay rất nhiều Pokemon trong số đó, và đáng kể nhất chính là Butterfree và Pisoto. Riêng bộ ba khởi đầu của vùng đất Kanto là Shinigami, Fushigidane và Hitokage lại được Satoshi vô cùng ưu ái và sử dụng chúng một cách thường xuyên. Tuy nhiên, việc hai Pokemon trong số đó là Shinigami và Fushigidane không thể tiến hóa hoặc không muốn tiến hóa, trong khi Pikachu lúc này vẫn chưa đủ mạnh, nếu không muốn nói là quá yếu, đã khiến cho Satoshi gặp rất nhiều bất lợi trong chiến đấu khi cậu phải phụ thuộc vào Hitokage, mà sau này nó chính là Lizardon. Và rồi, việc liên tục phụ thuộc vào một con Lizardon không biết nghe lời đã báo hại cậu. Chính Lizardon là nguyên nhân chủ yếu làm Satoshi phải dừng bước ở top 16 giải Liên minh Kanto. Về phần Kabigon và Raburasu, chúng đều là những Pokemon rất mạnh nhưng gia nhập nhóm của Satoshi quá muộn. Dù gia nhập muộn, nhưng những sự bổ sung trên vào đội hình là rất cần thiết cho Satoshi. Cộng với việc Lizardon sau này đã chịu nghe lời của cậu, đã giúp cho cậu giành chiến thắng lớn tại Liên minh Orange và giúp cậu hiên ngang nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tay của mình. Cuộc hành trình tại vùng đất Sinnoh, nơi Satoshi trưởng thành về mọi mặt. Nếu ta nhắc đến những chuyến du hành ấn tượng nhất của Satoshi mà lại quên đi vùng đất Sinnoh, thì quả thật đây là một thiếu sót vô cùng lớn. Tại vùng Sinnoh, Satoshi đã biết xây dựng đội hình mang tính chiến thuật và triết lý nhiều hơn, thay vì xây dựng đội hình dựa trên phần nhiều là cảm tính. Hai Pokemon khởi đầu ở vùng đất Sinnoh mà Satoshi thu phục và nhặt được là Nantoru và Hikosaru đã tiến hóa lên cấp cao nhất và trở thành những con Pokemon vô cùng mạnh mẽ là Gokasaru và Dodaitosu, cho đến khi con Dodaitosu nó sử dụng chiêu vượt đá. Còn với việc trao đổi A-bomb để lấy Busiru của Hikari đã giúp ích rất nhiều cho Satoshi trong việc chiến đấu. Bên cạnh đó, việc cậu sở hữu trong tay Mokahaku, Pokemon đã chống lại được Domkaras để giành chiến thắng tại giải Pokeringer, và Ligon, Pokemon do đích thân bậc thầy trên không đào tạo. Cộng với việc nhiều Pokemon ở những vùng đất trước đã quay trở lại và tham gia Liên minh Sinnoh đã giúp cho cậu có một đội hình vô cùng ổn cả về chất và lượng. Chính Kohai, đối thủ của Satoshi tại vòng 1-16 giải Liên minh Sinnoh, mặc dù đã tìm hiểu rất kỹ về thông tin của cậu và cố tình nghe lén về việc Satoshi sẽ sử dụng Pokemon nào trong việc chiến đấu, thì Kohai vẫn bị rối loạn bởi cách xây tua đội hình ấn tượng của Thánh Xa. Và kể cả Shinji, một người có lối đánh thiên về chiến thuật, cũng đã tỏ ra bất ngờ trước việc Satoshi vẫn sử dụng 6 Pokemon mà cậu thu phục được tại vùng Sinnoh để chiến đấu với mình. Tuy nhiên, có lẽ do tác giả cảm thấy để Satoshi vô địch vào lúc này vẫn còn là quá sớm, nên không biết từ đâu chui ra một ông Takuto sở hữu trong tay hai con Pokemon truyền huyết cực mạnh khi đó là Darkrai và Latios. Nên mặc dù Satoshi đã cố gắng hết sức, vẫn phải nhận lấy thất bại nặng nề trước Takuto tại bán kết Liên minh Sinnoh và để lại cho khán giả vô vàn tiếc nuối.
Chuyến hành trình tại Kalos ấn tượng nhưng vẫn gục ngã trước ngưỡng cửa hiên đường. Sau chuyến hành trình không mấy thành công tại Liên minh Isu, thì ở Kalos, Satoshi đang tràn đầy tự tin bởi vì lúc này đội hình của cậu ta rất mạnh, như Lucha Peru, Fajaro, Nonvan, Nemegon và đặc biệt là Gekoga, vừa mạnh vừa ngầu. Cùng với Pikachu, Satoshi đã xây dựng cho mình một đội hình vừa mạnh vừa có chiều sâu mà không cần quá nhiều Pokemon. Mặc dù để Hua Alan và Mega Lizardon trong trận chung kết, nhưng Satoshi và Gekoga cũng đã cống hiến cho khán giả một trận chiến vô cùng đẹp mắt. Ở thế hệ này, khán giả đã kỳ vọng nhiều hơn ở Satoshi là phải giành chiến thắng ở Liên minh Kalos. Thế nhưng, trước một Alan quá mạnh và được xây dựng có chiều sâu, thì vị trí Á quân tại Liên minh Kalos là một thành tích rất đáng khích lệ với Satoshi và các Pokemon của cậu. Hành trình tại Alola đưa Satoshi lên một tầm cao mới. Chiến thắng tại giải Alola chính là chiến thắng đầu tiên của Hansa tại một giải đấu lớn thật sự. Về mặt lý thuyết, đội hình của Satoshi vào lúc đó không thật sự quá mạnh. Khi cả hai Pokemon khởi đầu mà Satoshi thu phục được tại vùng Alola là Nahito và Murkrow đều chưa tiến hóa đến cấp cao nhất. Và những tưởng điều này sẽ khiến cho cậu phải gặp cái đắng như tại vùng Isu. Nhưng không, hai con Pokemon trên dù không tiến hóa đến mức cao nhất, nhưng chúng đã thể hiện sự gan dạ và bản lĩnh của mình khi chúng đã đánh bại được những Pokemon có đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều, như Gauguin hay Sniper. Và đặc biệt, con bài tẩy của Satoshi mang tên Lugarugan đã thể hiện đẳng cấp của mình vào những lúc quan trọng nhất, giúp Satoshi có một pha lật kèo kinh điển trước Glazio, một trainer hùng mạnh tại Alola khi đó. Bên cạnh đó, hai con Pokemon được xem là vũ khí bí mật, cũng là bộ đôi gánh tim của tân vương trẻ tuổi vùng đất Alola là Merumitaru và Agoyon. Sức mạnh bá đạo của chúng đã đóng một vai trò vô cùng to lớn trong chuyến hành trình vô địch của cậu tại vùng Alola. Và dĩ nhiên, chắc chắn chúng ta không thể quên đi vai trò của Pikachu, quân bài tẩy chiến lược của Satoshi, khi chú chuột vàng bé nhỏ của chúng ta đã gánh tim vào thời khắc quyết định, giúp Satoshi đánh bại con Pokemon quyền thoại vô cùng mạnh là Tapu Koko của giáo sư Kui Kui, và chính thức giúp cậu trở thành champion của vùng Alola và đưa Satoshi lên một tầm cao mới. Chuyến hành trình tại vùng đất Gala, đỉnh cao danh vọng, chức vô địch xứng đáng. Tại vùng đất Gala nói riêng, cũng như hành trình tại phần Pokemon Journey nói chung, khán giả có thể nhận thấy Satoshi đã rất đầu tư khi xây dựng cho mình một đội hình Pokemon vô cùng hoàn hảo, lại có đẳng cấp rất cao như Gengar, Giganito, Kario và đặc biệt là Riolu, về sau là Lucario. Ngoại trừ Pikachu, cả cứng của Satoshi không cần tiến hóa mà vẫn mạnh, thì tất cả những Pokemon còn lại trong tay Satoshi đều được cậu huấn luyện kỹ lưỡng và tiến hóa đến cấp cao nhất. Từ đó chúng ta có thể thấy được, kể từ khi trở thành champion Alola, Satoshi đã trưởng thành như thế nào trong cách huấn luyện và xây dựng đội hình Pokemon. Và tại giải đấu lớn nhất của đời mình, Satoshi đã thể hiện được bản thân, vượt qua nhiều cái tên sừng sỏ như champion Hoenn là Daigo và champion Sinnoh là Sirona. Satoshi hiên ngang tiến vào trận chung kết của giải đấu và đánh bại Dande, người mạnh nhất giải đấu, một cách đầy thuyết phục. Và cuối cùng, Satoshi đã trở thành trainer mạnh nhất ở 8 vùng đất mà cậu đã đi qua. Đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho Satoshi sau một chuyến hành trình rất dài hướng đến mục tiêu trở thành Pokemon Master của cậu. Và đây cũng chính là top những thế hệ Pokemon ấn tượng nhất mà Satoshi có được theo ý kiến cá nhân của mình. Và tất nhiên, như mình đã nói, đây chỉ là ý kiến cá nhân, nên nhiều khi khó tránh khỏi những sai sót. Anh em xem vui vẻ giải trí thôi nha. Và nếu bạn cho rằng có một bảng xếp hạng nào khác hợp lý hơn, bạn có thể để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để mình và mọi người cùng biết. Hôm nay video tới đây thôi anh em nhé. Và để không bỏ lỡ những video khác của kênh, thì các bạn cho mình một like và ấn thật mạnh cái nút subscribe bên dưới nhé. Ấn mạnh vào đi, mình sẽ làm nhiều video hay hơn nữa về chủ đề Pokemon. Và mình là Lê Duy,
đến từ kênh BAC Center. Tạm biệt các bạn.